Thực ra hôm nay thầy sẽ chữa cho các em cái đề kiểm tra ST. Đề này là đề kiểm tra ST, đề số 02. Một trong số những cái đề mà thầy bắt đầu nâng cao level lên để cho các bạn có thể test được cái khả năng của mình như thế nào. Dĩ nhiên đề này vẫn chưa phải là một đề phân mức độ cao. Đề này vẫn chỉ là một đề mang tính luyện tập cho các em thôi nhá. Nên là nếu mà các bạn có điểm cao thì các bạn đừng có tự phụ, và các bạn điểm thấp thì các bạn cần phải xem xét lại cái việc mà chúng ta học. Được không? Ok ạ. Sẵn sàng chưa các em? Bắt đầu nhá. Câu số 1 ở trong đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2023, công thức của metin-acetat là. Các em muốn làm đúng câu này thì các bạn cần phải nắm được cái tên gọi, đúng không? Và thầy Minh đã hướng dẫn cho các em cái tên gọi rất là sát sườn rồi. Còn những bạn nào mà chưa có nắm được kỹ về thằng ST á, thì các bạn vui lòng vào nhóm của thầy Minh, cái nhóm mà thầy Minh đang giới thiệu kìa, được chưa, ở phần ghi mẹ nhá, để chúng ta học giỏi hơn về phần ST nhá. Thì mình đã dạy full chúng ta ở trong cái nhóm đó, ok không ạ? Đây thầy ghi vào đây, thầy ghi vào đây cho các bạn nhá. Đây thầy ghi nhóm vào đây, không nhiều bạn không biết đây ạ. Trong nhóm này thầy Minh có dạy full các bạn. Những bạn ở YouTube mà không biết về nhóm này thì các bạn có thể là bình luận nhá và nhắn tin cho fanpage của thầy Minh. Fanpage thầy Minh là thầy Minh Myelin Hóa học để nhận được link nhóm. Được không ạ? Ok nhá. Trong nhóm này thầy Minh có dạy full chúng ta về ST. Đây là nhóm học thử hóa học của thầy Minh. Rồi, câu số 1 là công thức của metin acetat là gì? Metin acetat, đây, đáp án đúng chúng ta là đáp án B các em nhá. Đáp án B bỏ. Câu số 2 ạ. Công thức của etin acetat rất là dễ nhỉ. Etin acetat là gì ạ? CH3 COO C2H5, rất đơn giản nhá, CH3 COO C2H5. B ạ. Câu số 3. Thủy phân ST nào sau đây trong dịch NaOH thu được natri format? Thủy phân ST nào sau đây trong dịch NaOH thu được natri format là HCOONa. Đúng không? Vậy chắc chắn anh ST đấy nó phải có dạng là HCO, nên đáp án đúng chúng ta đáp án C, HCOOC2H5. Rất dễ. Câu số 4. Nào, câu số 4 các bạn chọn đáp án gì ạ? Nào, câu số 4 các bạn cũng comment đáp án ra đây xem là các bạn chọn đáp án gì ạ. Câu số 4 nha. Câu số 4 ạ. Số 4 đáp án gì ạ? STX có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư thu được sản phẩm gồm natri propionat và ancol Y. Vậy để natri propionat chúng ta là C2H5 COONa, đúng không ạ? C2H5 COONa. Vậy chắc chắn ST của chúng ta nó phải có dạng là C2H5 COO CH3. Vậy suy ra anh này mà thủy phân thì thu được anh CH5 COONa và anh CH3OH. Nên ancol Y của chúng ta chắc chắn công thức đó là đáp án D, CH3OH nhá, rất đơn giản. Dễ dàng. Câu số 5 ạ. Số ST có cùng công thức phân tử là C3SO2. Đây là một cái câu mà sử dụng cái skill tìm đồng phân ST cực nhanh của thầy mình rất xịn. Chúng ta có R1 cộng R2 bằng 2. Vậy ta có này, 0 cộng 2, 1 cộng 1, đúng không? 0, 1, 2 chúng ta chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Vậy C3H6O2 của chúng ta có 2 đồng phân. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 6. Câu số 6 ạ. STX được tạo bởi từ ancol metilic và axit formic. Ancol metilic công thức là CH3OH. Được không? Acid formic công thức là HCOOH. Được chưa? Vậy công thức của X nó sẽ là HCOOCH3. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, HCOOCH3. Câu số 7 nào các em. Câu số 7 các bạn chọn đáp án cho thầy mình nhìn xem nào. Xem các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 7 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 7 ạ. Câu 7 ạ. Câu 7 nào các em. 7 rất dễ đúng không ạ? STX có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dịch H4 loãng đun nóng
thu được sản phẩm gồm axit acetic, CH3COOH và chất hữu cơ Y. Vậy ở đây bắt buộc STM chúng ta phải có dạng là CH3COOCH5. Vậy chất hữu cơ Y khi thủy phân nó sẽ là CH5OH. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D. Câu số 8, một câu bài tập tính toán. Thủy phân hoàn toàn M-gam metinacetat CH3COOCH3. Thủy phân hoàn toàn bằng NaOH đun nóng. NaOH đun nóng. Mình thu được CH3COONa cộng với CH3OH. Thu được 8,2 gam muối. Đây ạ. Đây là 8,2 gam muối. Vậy từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol của muối là 8,2 chia 82 bằng 0,1. Vậy với 0,1 mol CH3COONa thì mình sẽ tìm được số mol của CH3COCH3 là 0,1. Và từ đó mình tìm được khối lượng của CH3COOCH3 bằng 0,1 nhân 74 bằng 7,4 gam. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu số 9. Nào, câu số 9 ạ. Câu số 9 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 9 ạ. Câu 9 nó cũng là một câu rất là dễ nhá các em nhá. Xà vòng hóa STX có công thức phân tử là C4H8O2 bằng dịch NaOH dư, thu được muối Y và ancol Z bậc 2. Bậc của ancol. Nào, các bạn nhớ không ạ? Bậc của ancol thì bằng gì ạ? Bậc của ancol thì bằng gì ạ? Bậc của ancol nhá thì chính bằng là bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH đó đính vào. Đấy, định nghĩa đấy là định nghĩa bậc của ancol. Vậy mình sẽ có này. Muối Y và ancol Z bậc 2 đây, giả sử thằng A này mà thủy phân này thì mình sẽ thu được ancol là CH3OH ở đây. Đúng ancol bậc 2 chưa ạ? Đấy, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Quá xịn. Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Xà vòng hóa este thực hiện phản ứng este hóa giữa COH với hỗn hợp gồm CH3OH và C25OH, thu được tối đa bao nhiêu este hài chức? Thì ở trong đề này nhá, chúng ta sẽ sử dụng skill của thầy Minh. Ta đặt CH3OH là 1, C5OH là 2. Vậy mình sẽ có este hài chức là 1, 1, 2, 2, 1, 2. Và mình thu được tổng cộng là 3. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em ạ. Câu 11. Metin acetat có công thức cấu tạo thu gọn là gì? Metin acetat thì nó sẽ là CH3COCH3, rất dễ. Câu 12. STX tác dụng với NaOH đun nóng sinh ra ancol etylic, công thức cấu tạo thu gọn của X là ancol etylic là C2H5OH nên suy ra STX nó sẽ là CH3COOCH2H5. Vậy suy ra công thức cấu tạo thu gọn của X là CH3COCH5. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 13. Câu 13. Etinacetat là một este có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. CH3COOCH5 để sản xuất 5,28 tấn etinacetat thì người ta cho 6 tấn axit acetic CH3COOH phản ứng với lượng dư ancol etylic C2H5OH để tạo thành CH3COOCH5 cộng H2O H cộng. Ban đầu số mol của axit acetic là 6 kg tấn tạ yến, các bạn nhớ kỹ lời thầy Minh dạy này. Kg tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Vậy 6 tấn mình coi như 6 gam. Vậy số mol là 6 chia cho 60 thì bằng 0,1 ban đầu. Phản ứng chưa biết. Sau phản ứng. Sau phản ứng mình có nha. Số mol của etinacetat là bằng 5,28 chia phân tử khối của etinacetat là 88 bằng 0,06 mol. Vậy suy ra ban đầu CH3COCH5 cũng là không có gì. Vậy suy ra số mol của nó sinh ra là 0,06. Từ đó suy ra được số mol CH3COH phản ứng là 0,06. Và từ đó mình tìm được hiệu suất phản ứng este hóa bằng 0,06 chia 0,1
nhân 100% thì bằng 60%. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gram STX. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gram STX. X. Đốt cháy thu được CO2 là 0,6. H2O là 0,6. Chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thấy số mol CO2 bằng số mol H2O nên chắc chắn STX nó sẽ là CnH2NO2, được không ạ? Khối lượng của STE là 13,2. Vậy mình có bảo toàn khối lượng, mình có khối lượng STE cộng khối lượng của oxy bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Vậy từ đó ta tìm được số mol của oxy bằng 0,6 nhân 44 cộng 0,6 nhân 18 trừ đi 13,2 bằng chia 32 bằng 0,75. Số mol của O2 bằng 0,75. Đây, mình điền 0,75 vào đây. Vậy đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình sẽ tìm được số mol của X nhá. Bảo toàn nguyên tố oxy mình sẽ có hai lần số mol X. Đây các bạn nhìn thấy ở đây mình có hai oxy, hai lần số mol X cộng với trong O2 này, hai lần số mol O2 là 2 nhân 0,75 thì bằng hai lần số mol CO2 2 nhân với 0,6 cộng một lần số mol nước là 1 nhân với 0,6. Từ đó mình sẽ tìm được số mol của X bằng 2 nhân 0,6 ạ. 2 nhân 0,6 cộng với 0,6 trừ đi 2 nhân 0,75 bằng chia 2 bằng 0,15. Số mol của X bằng 0,15. Vậy mình tìm được số carbon bằng số mol CO2 là 0,6 chia 0,15 bằng 4. Suy ra công thức STE chúng ta là C4H8O2. Ok không? Đáp án chính xác của chúng ta đáp án C các em nhé. Bài bắt đầu tăng dần độ khó. Câu 15 ạ. Câu 15 ạ. Câu 15 các bạn chọn đáp án gì ạ? 15 ở đây của thầy là STX C8H8O2 có chứa vòng benzen thủy phân X trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp muối, điều này tương đương với X là ST của phenol. X là ST của phenol. Và nếu X là ST của phenol thì nó sẽ thỏa mãn các vấn đề sau nhá. Nó sẽ thỏa mãn các vấn đề sau. ST của phenol là nhóm, nó sẽ là C, ST phenol nó sẽ phải có dạng là RCOO C6H4R phải. Nên nó sẽ là CH3COO C6H5 là một anh. Một anh nữa là HCOO C6H4 CH3 là anh số 2. Như bạn nhìn này các bạn tưởng chọn 2 nhưng không phải. Do anh HCOO C6H4 CH3 này có đồng phân octo meta para. Đây thì vẽ cho bạn nhìn. Đây ạ. HCO nhá. HCOO này. Thế còn nhóm CH3 hoặc đính vào đây này, octo này, đính vào đây meta, đính vào đây para. Vậy tổng cộng mình sẽ có 1 2, 3, 4 đồng phân. 4 đồng phân là ST của phenol. Ok ạ, đáp án đúng là đáp án A. Nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án A. Ok chưa? Câu 16. ST nào sau đây tác dụng dung dịch nào hát thu được natri acetat? ST nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri acetat? Natri acetat công thức là CH3COONa. Đúng không? Vậy này, bắt buộc anh ST chúng ta phải có dạng là CH3COOR phải. Nên đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án gì nhá. Câu 17 này. 17 ạ, 17 các bạn chọn đáp án gì ạ? Tên gọi của ST có vòng benzen là, anh này, nhóm thế này này là nhóm thế các bạn hay sai nhiều nhất này. Các bạn chú ý này. Chú ý cho thầy mình. Nhóm thế C6H5 là nhóm thế phenin. Nhá. Nhóm thế C6H5 C6H5 CH2 là nhóm thế benzin.
Được không ạ? Vậy này, nhóm thế C6H5 là nhóm thế phenin. Vậy nó sẽ là phenin acetat. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Phenin acetat nhá. Câu 18, một câu rất rất hay. 18 lại là một câu cực kỳ hay nữa. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metinacetat CH3COO CH3 và etinacetat CH3COO C2H5. Đốt cháy nó thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Được chưa? Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào trong CaOH2 lần dư thì mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol là 35 chia cho 100 là bằng 0,35. Vậy số mol CO2 bằng 0,35 do là CaOH2 lần dư. Được chưa? Ok không? Thế bạn nhìn cũng thấy ạ, đặc điểm chung. Các em ơi, đặc điểm chung của hai anh ST này nó đều là esteno đơn hở. Đúng không ạ? Và esteno đơn hở thì mình luôn luôn có NCO2 bằng N nước. Vậy N nước đây 0,35. Ok chưa? Đề bài hỏi giá trị của M gam nước mình tìm được luôn. 0,35 x 18 bằng 6,3 gam. Đáp án đúng là đáp án D. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 19 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu 19 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Ô, các bạn thử chọn ra thầy sẽ phát biểu nào sai. Ở điều kiện thường tristerin là chất rắn. Đúng nhá. Tristerin là chất béo được tạo bởi từ gốc axit béo no nên nó là chất rắn là chắc chắn đúng. Etin format có phản ứng trắng bạc. Etin format phản ứng trắng bạc. HCOOC2H5. Cứ thằng nào có đầu HCO này trắng bạc, chính xác. Thủy phân etinacetat CH3COOC2H5. Thủy phân anh này thì phải thu được là C2H5OH, nó là ancol ethylic chứ không phải là methylic. Vậy sai là C. C là đáp án sai. Câu 20 ạ. Thực hiện phản ứng ST hóa giữa 3,2 gam ancol methylic CH3OH. Số mol là 3,2 chia 32 bằng 0,1. Với lượng dư axit propionic C2H5COH. Được chưa? Hiệu suất phản ứng ST hóa là 50%. Có nghĩa là 0,5%. Để tạo thành C2H5COOCH3 cộng H2O. Thế mà anh C2H5COH này dư. Vậy thì tính theo anh ăn côn 0,1 nhân với 50% thì bằng 0,05. Vậy mình tìm được khối lượng của ete luôn nhờ. 0,05 nhân 88. Kết quả của chúng ta bằng 4,4 gam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 4,4. Câu 21. 21 đây, trong đề thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội. 21 rất hay. Trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ, một sinh viên tách được ete X, phân tử chứa vòng benzen, từ tinh dầu hoa nhài. Khi thủy phân X trong dịch NaOH dư, chú các em chú ý này, thu được natri acetat X này cộng NaOH này, thu được natri acetat và một ancol. Vậy bắt buộc ancol này phải chứa vòng benzen. Đúng không ạ? Este này là C9H10O2. Vậy este phải có dạng là CH3COO. Đã là ancol thì nhóm OH phải đính vào carbon no CH2. Đấy. 1, 2, 3, bây giờ đây là vòng benzen rồi. C6H5. Được chưa? Vậy công thức của X nó chỉ có thể là CH3COCH2 C6H5. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Nhá. CH3COCH2 C6H5. Câu 22 ạ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH3COOCH3 và HCOOCH3 cần vừa đủ oxy. Số mol oxy 1,232 chia 2,4 bằng 0,055. Thu được CO2 và H2O. Số mol CO2 bằng 2,2 chia 44 bằng 0,05. 0,05. Thế thì mình nhìn
đáp án thì mình sẽ thấy một điều này. Có phải là hai cái anh ST này đều là ST no đơn trước không? ST no đơn. Nên số mol CO2 sẽ bằng số mol H2O. Không phải không nào. Vậy tới đây mình đi bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có khối lượng ST cộng khối lượng của oxy bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Đúng không ạ? Vậy từ đó mình sẽ có A sẽ chính bằng 0,05 x 44 cộng 0,05 x 18 trừ 0,055 x 32, kết quả bằng 0,05 x 44 cộng 18 trừ 0,055 x 32 bằng 1,34 gam ạ. 1,34 gam, đáp án đúng là đáp án D nhá. 1,34 gam, đáp án đúng là đáp án D. Câu 23. Câu 23. STX đơn chức mạch hở. Đơn chức nhé, mạch hở. Trong đó oxy chiếm 37,209% khối lượng. Đơn chức thì nó là CX HiO2 mà oxy chiếm 37,209. Vậy suy ra mình sẽ có đây, oxy 37,209, 0,37209 sẽ bằng khối lượng của oxy trong này là 12,16 nhân 2 chia phân tử khối của STX. Vậy mình tìm được phân tử khối của STX bằng 32 chia cho 0,37209 bằng 86. Úi dồi ôi, 86. Thì tất cả học sinh của thầy Minh đều biết 86 nó sẽ là C4H6O2. Đúng không ạ? Thủy phân X trong môi trường axit thu được axit và ancol các em nhé. Thu được axit và ancol. Vậy điều này tương đương với gì? Điều này tương đương với là nhóm OH không được đính vào carbon, còn chứa nơi đôi nhá. Nhóm OH. Thế thì vậy các bạn chọn câu 23 đáp án gì? Nào nào nào, chúng ta cùng xem ạ. Đáp án của chúng ta, số phân cấu tạo của X là gì ạ? Đây, C nối đôi C này, COOCH3 thu được ancol CH3OH nhá. Ngon chưa? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai ạ, HCOO, chỗ này CH2 này, CH nối đôi CH2, đây là anh thứ hai. Anh này cũng thu được ancol, anh này cũng thu được ancol. Và chỉ có hai ngày thôi. Được không ạ? Vậy có 23 số đồng phân cấu tạo của X của chúng ta. Đó là đáp án A. À, ngon nhá. Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam STX. Nhìn đáp án A, B, C, D thì STX chắc chắn có 2 oxy nên mình đặt nó là CX HiO2 cộng oxy thu được CO2, số mol là 11 chia 44 bằng 0,25. H2O, số mol là 4,5 chia 18 bằng 0,25. Ở đây mình sẽ có đi bảo toàn khối lượng trước. Ta có khối lượng STX là 7,5 cộng với lại khối lượng của O2 bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Từ đó mình tìm được số mol của oxy sẽ bằng, đây là khối lượng của CO2 là 11 cộng khối lượng của nước là 4,5 trừ đi khối lượng của ST là 7,5 được bao nhiêu chia cho 32, kết quả bằng 11 cộng 4,5 trừ 7,5 bằng chia 32 bằng 0,25 ạ. 0,25. Số mol oxy bằng 0,25. Vậy hoàn toàn mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình sẽ tìm được số mol của ST. Bảo toàn nguyên tố oxy. Ở đây mình đi bảo toàn nguyên tố oxy thì mình sẽ có hai lần số mol STX, bởi vì trong STX có hai oxy, cộng với hai lần số mol O2 0,25
bằng 2 lần số mol CO2, 2 x 0,25 cộng với 1 lần số mol nước là 0,25. Đến đây mình sẽ tìm được số mol X bằng 2 x 0,25 cộng 0,25 trừ 2 x 0,25 bằng chia 2 bằng 0,125. Và 0,125 thì biết được số mol X rồi thì mình tìm được số nguyên tử carbon. Sẽ bằng số mol CO2 0,25 chia cho 0,125 bằng 2. Vậy nó là C2H4O2. C2H4O2, và đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D, C2H4O2. Quá đơn giản. Câu 25 ạ, câu cuối cùng. Câu 25 câu cuối cùng. Các bạn xem câu 25 đáp án gì. Hỗn hợp X gồm etin format HCOO C2H5, etin acetat CH3 COO C2H5, dietinosalat COO C2H5 COO CH5. Càng đấy. Đun nóng 23,5 gam X với NaOH dư, thu được muối và ancol, đúng không ạ? Vậy ancol chúng ta chắc chắn là C2H5O, đúng không? Muối chúng ta là 21,7 gam. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong X. Thế thì chúng ta lưu ý cho thầy thế này. Bây giờ chúng ta lưu ý thầy, cái bài này ấy, chúng ta muốn làm được ấy, thì bây giờ chúng ta phải nhìn nhận được vấn đề như sau. Có phải số mol ancol chính bằng số mol NaOH phản ứng không? Vậy bây giờ thầy đặt số mol NaOH phản ứng là A thì số mol ancol là A, đúng không ạ? Vậy đây mình đi bảo toàn khối lượng, mình sẽ có 23,5 cộng khối lượng NaOH là 40A thì bằng khối lượng của ancol là 46A cộng với 21,7. Vậy hoàn toàn đến đây các bạn bấm cho thầy xem A bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu? 23,5 trừ 21,7 bằng chia 6 bằng 0,3. A bằng 0,3. Và các bạn lưu ý cho thầy Minh ạ, là số mol của NaOH thì luôn bằng số mol nhóm CO và bằng 0,3. Vậy suy ra số mol của oxy trong hỗn hợp este CO này có 2 oxy mà, bằng 2 nhân với 0,3 thì bằng 0,6. Vậy cuối cùng mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng của oxy trong X. Phần trăm khối lượng của oxy trong X bằng 0,6 nhân 16 chia cho khối lượng là 23,5 nhân 100. Phần trăm rất là dễ. 0,6 nhân 16 chia 23,5 bằng nhân 100%. 40,85. 40,85%. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Đấy, lấy 10 điểm rất là dễ và lấy phần quà thấy rất là dễ. Các bạn thấy không ạ? Ở đây bây giờ bắt đầu học với thầy Minh thì chúng ta sẽ có kể cả offline, kể cả online của thầy Minh. Một tuần học 2 buổi và có một buổi làm bài kiểm tra để chúng ta đo được cái sự mà tiến lên, sự mà chiến đấu chiến thắng của chúng ta như thế nào. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Bạn nào muốn đăng ký khóa học của thầy Minh thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy nhé. Inbox cho fanpage thầy Minh Người Liên Học. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em.